Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2022 thì mình có nhận được cái số tiền của nhà hảo tâm. Bây giờ mình đã trở về Vĩnh Long rồi. Là của gia đình của cô chú Văn Đệ ở bên Mỹ có gửi về cho mình là 300 đô la. Đó. Để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở tại Vĩnh Long. Thì buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ cùng mời cả nhà ha đổi 300 đô này để chúng ta hãy xem cái tỷ giá đô la đổi tiền Việt trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu. Và mình sẽ dùng cái phần quà của cô chú Văn Đệ để mình sẽ hỗ trợ cho 42 hoàn cảnh khó khăn ở bên xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thì đối với 300 đô la của cô chú Văn Đệ, chúng ta sẽ đổi được là 7.158.000. Cái nhà xem ha, gạo này là gạo xếp min. Đó, rất là ngon luôn. Gần lại. Cái người lớn tuổi mà ăn trầu cả nhà. Đó. Dạ. Dạ. Do đó thì mình muốn chia sẻ với cả nhà về những cái quan cảnh của các ngoại nhận được cái phần quà của gia đình chú Văn Đệ trong ngày hôm nay dưới sự hỗ trợ của bên ủy ban. Thì thật sự là cũng chia sẻ với cả nhà luôn, nếu mà mình phát đại trà ngoài Vĩnh Long á mà mình lựa chọn về những cái quan hỗ trợ cho mấy ngoại nha, sách nổi không ngoài. Dạ. Rồi con chúc ngoại ngon miệng nha. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe. Khương Nhật Minh xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2022 thì mình có nhận được cái số tiền của nhà hảo tâm. Bây giờ mình đã trở về Vĩnh Long rồi. Là của gia đình của cô chú Văn Đệ ở bên Mỹ có gửi về cho mình là 300 đô la. Đó. Để hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi ở tại Vĩnh Long. Thì buổi trưa ngày hôm nay mình sẽ cùng mời cả nhà ha đổi 300 đô này để chúng ta hãy xem cái tỷ giá đô la đổi tiền Việt trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu. Và mình sẽ dùng cái phần quà của cô chú Văn Đệ để mình sẽ hỗ trợ cho 42 hoàn cảnh khó khăn ở bên xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Ở bên mà những cái vườn trái cây An Bình mà mình chia sẻ với cái nhà đó là chúng ta sẽ hỗ trợ cho 42 hoàn cảnh lớn tuổi trên 70 tuổi ở bên ấy. Thì mỗi hoàn cảnh sẽ nhận được tấm lòng của cô chú Văn Đệ là một phần kinh tế là 100.000, một bao gạo 5kg và riêng một cái nữa. Thì cũng muốn chia sẻ với cả nhà luôn. Thì đây là cái tấm lòng là những cái túi thuốc dán. Cô chú Văn Đệ gửi về cho mình là 20 hộp thuốc dán. Thì trong mỗi hộp sẽ là có 3 miếng như thế này. Đó, Salon Bát. Để hỗ trợ cho những người lớn tuổi. Cũng như là những cái bịch kẹo này là dành cho những người không ăn đường. Đó. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay mình cũng sẽ tiến hành mình trao luôn cái tấm lòng của cô chú đến với bà con lớn tuổi mà bị đau nhất. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng vào tiệm vàng Tự Minh ở đường Hùng Vương phường 1 cái nhà ha, để chúng ta sẽ đổi 300 đô này trong buổi trưa hôm nay chúng ta sẽ được bao nhiêu Việt Nam đồng nha. Rồi bây giờ mình mời cả nhà nha. Dạ rồi cả nhà ơi. Thì trong buổi trưa ngày hôm nay ha, thì tỷ giá đô la chúng ta cũng rất là có giá. Đối với 100 đô la chúng ta sẽ đổi được là 2.386.000. Thì đối với 300 đô la của cô chú Văn Đệ chúng ta sẽ đổi được là 7.158.000. Bây giờ phải nói là tỷ giá đô la mà đổi sang tiền Việt Nam có giá lắm cả nhà. Mình nhớ là có một thời điểm là tầm vào cuối tháng 3 năm trước á, lúc đó là tỷ giá đô la lên tới là 2.398.000, có thể nói là cao nhất từ đó tới giờ mà mình đổi luôn. Nhưng mà cái đó là thời điểm trước dịch thôi. Thì bây giờ sau dịch rồi tỷ giá này là rất là cao luôn. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi đến trả tiền gạo ha. Rồi sau đó là mình còn bao nhiêu là mình sẽ hỗ trợ cho bà con ở bên xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ. Mình thay mặt cô chú Văn Đệ để hỗ trợ cho bà con đó. Bây giờ chúng ta hãy xuống trả tiền gạo cả nhà ha. Rồi cả nhà đi cùng mình nha. Dạ rồi mình đã tới tiệm gạo của dì Chính Hòn rồi. Rồi thì ngày hôm qua con có đặt là 42 túi gạo, mỗi túi là 5kg thì nó tương đương là dì Chính tính giùm con cái là 210kg. 42 túi. Dạ. Nhân 5
Nhân 6 65 đúng không? 65. Dạ. 2.730.000 là đối với 210 kg gạo nha cả nhà. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27. 2.730.000. Tại vì chính thôi con 20. Dạ. Cái gạo mà mình mua gửi tặng bà con là gạo nào con quên rồi, phải gạo này không? Gạo này nè có. Gạo dạ, phải gạo này không ạ? Ừ, gạo này là mình để chín luôn. Dạ. À để con cầm tay. Chụp, chụp. Cái nhà xem ha, gạo này là gạo xếp min. Đó, rất là ngon luôn. Gần lại, gần lại. Đó. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến bến Phà An Bình ha. Rồi cảm ơn dì Chính. Để chúng ta đi qua bên xã Hòa Ninh nha cả nhà. Chúng ta đi đến nhà văn hóa. Tại vì ngày hôm nay là sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ trưa. Thì giờ cũng khoảng là 9 giờ 35 rồi. Đây, cả nhà cùng đợi mình nha. Mình qua phà rồi mình gần tới đó mình sẽ chia sẻ với cả nhà. Được rồi, thì đây là bến Phà An Bình nè cả nhà. Đây là một trong những bến phà mình cũng muốn chia sẻ lên với cả nhà là nối giữa thành phố Vĩnh Long và ở tại xã An Bình, huyện Long Hồ. Xã An Bình là một trong 4 xã ở Cù Lao, có thể nói là các vườn trái cây của người dân là cái rất là nhiều. Có thể nói đó là một trong những cái điểm du lịch mà khi cả nhà đi đến miền Tây mà nói chung, mà ở Vĩnh Long nói riêng, vùng sông nước á, thì cái phương tiện mà tàu du lịch ăn uống ở trên sông là một trong những cái hoạt động mà được rất là nhiều đó, nhiều những người dân. Hello, chào anh. Dạ, lựa chọn là như vậy. Bây giờ mình đang đợi bến phà qua, thành ra là mình cũng có thời gian rảnh, cũng muốn chia sẻ với cái nhà chút xíu như vậy đó. Để qua bên 4 xã Cù Lao An Bình đó cả nhà, xã Hòa Ninh, xã An Bình, xã Đồng Phú, hình như là xã Bình Hòa Phước đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ có hai đường đi, một là chúng ta đi đường Phà An Bình là nhanh nhất, hai là chúng ta đi Phà Đình Khao. Giá vé qua phà An Bình thì giờ chỉ có 4.000 đồng đối với xe máy thôi, còn xe ô tô thì mình không rõ lắm. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng qua bên xã Hòa Ninh cả nhà ha. Dạ rồi cả nhà ơi, thì do là đầu tiên á, là trước tiên là cảm ơn chú Văn Đệ đã hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi, 42 hoàn cảnh các ngoại lớn tuổi trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì do là dạ, cô lên đây, cô lãnh quà phải không ạ? Dạ lên đây luôn đi ạ. Dạ có, chở người lớn xuống giùm con nha. Thì cũng chia sẻ với cái nhà luôn, tại vì bây giờ tìm kiếm một cái địa điểm phát nó rất là khó, thành ra mình đã nhờ các anh chị đây hỗ trợ là ở chỗ cái nhà tí nha, cái nhà đợi tí rồi, hỗ trợ là ở chỗ là nhà văn hóa xã Hòa Ninh, để mình mời mấy ngoại lại đây để mấy ngoại có thể là ngồi để dễ dàng lãnh cái phần quà của nhà hảo tâm. Thì con chào mấy ngoại. Dạ. Hôm nay là con chia sẻ với mấy ngoại là con thay mặt gia đình của chú Văn Đệ ở bên Mỹ sẽ hỗ trợ cho mấy ngoại là mỗi người sẽ là một cái phần quà là một bao gạo 5kg, một phần kinh tế là 100.000.
Và cái phần cái đây là thuốc dán. Và thuốc dán thì bên Mỹ là Salon Pass. Một bịch như vậy thì mẫu ngoại sẽ nhận được là sẽ là 10 miếng để mình dán mỗi khi mà mấy ngoại có bị đau nhất ở đâu đó, thì dán cái này có thể đỡ được phần nào đó cho mấy ngoại. Dạ, thời điểm này mình nhận được cái phần quà này mình cảm giác thế nào ngoài? Dạ. Dạ vui không ngoài? Vui mừng. Dạ vui phải không ạ? Dạ năm nay ngoài nhiêu tuổi rồi? Năm nay 80 mấy tuổi. 80 mấy rồi. Dạ ngoài năm nay nhiêu ngoài? 74 tuổi. 74. Dạ. Vô 73. Dạ 73 ngoài. 92. 92. 92. 92 trời ơi. Dạ, thì cũng chia sẻ với cả nhà luôn là hôm nay á, bây giờ chúng ta hãy xem một cái vòng nha. Đây là 42 cái hoàn cảnh của những ngoại lớn tuổi là trên 70. Mình đã nhờ bên bên xã mời giúp cho mình những cái hộ có hoàn cảnh mà lớn tuổi là khó khăn, người già neo đơn. Đó, thì đây là 42 hoàn cảnh mà mình sẽ chia sẻ với cả nhà trong ngày hôm nay. Thì bây giờ con sẽ hỗ trợ cho mấy ngoại, rồi sau đó là mình nhận cái phần quà, rồi mình về nghỉ ngơi tiếp mấy ngoại ha. Tại vì độ tuổi này thì mấy ngoại chủ yếu là cần nghỉ ngơi là nhiều phải không ạ? À, bấm số 3 để quay cận mặt mấy ngoại đây. Đây mình sẽ chia sẻ với cái nhà ha, từng quang cảnh, trung cảnh của mấy ngoại ở đây. Bữa nay cái máy mình nó bị vấn đề tí, cái nhà thông cảm giúp cho mình, cái nhà đợi một chút. Dạ. Đó, đây là những ngoại đều là trên 70. À, có một ngoại hình như vẫn còn ăn chầu, ngoại đang ăn chầu không ạ? Dạ. Bây giờ cũng rất là khó để tìm được một cái người lớn tuổi mà ăn trầu cả nha. Đó. Dạ. Rồi mấy ngoại đợi con tí nha. Dạ, để con giới thiệu với nhà hảo tâm đã. Xem. Dạ. Bây giờ kiếm được một cái người ăn là không có ra đâu nghe mấy anh mấy chị. Dạ, thật ra là thấy cái đó nó cũng rất là hay. Do đó thì mình muốn chia sẻ với cái nhà về những cái quang cảnh của các ngoại nhận được cái phần quà của gia đình chú Văn Đệ trong ngày hôm nay dưới sự hỗ trợ của bên ủy ban. Thì thật sự là cũng chia sẻ với cái nhà luôn, nếu mà mình phát đại trà ngoài Vĩnh Long á mà mình lựa chọn về những cái quang cảnh trên 70 thì rất là khó đối với mình. Thêm một cái nữa là do là những cái hoàn cảnh khác thì người ta sẽ lại rất là đông, thì nên mình không thể nào mình Dạ rồi, sau đây con sẽ tiến hành con gửi đến mấy ngoại ha. Bây giờ thì con sẽ con nghĩ thì bây giờ độ tuổi này của mình đều trên 70 hết rồi, từ 70, 80 tới 90 thì con cũng hỗ trợ theo thứ tự thôi mấy ngoại ha. Nhưng mà ở đây có ngoại nào không ginh nổi giơ tay lên con xem với, có ngoại nào không ginh nổi không? Dạ, cái bao kỳ gạo 5kg này mình ginh nổi không mấy ngoại? Dạ nổi ha. Dạ, ở đây có ngoại nào đang bị bệnh tiểu đường không? Dạ đâu ạ? À? Dạ, ngoại áo hồng rồi, còn ai nữa ạ? À? Dạ, 2, 3, dạ, cô 4, ngoại 5. Dạ, chú cũng bị nữa phải không ạ? À? Dạ. Rồi, thì đối với những người đang bị tiểu đường, con sẽ hỗ trợ thêm một cái bịch kẹo. Bịch kẹo này là kẹo cũng là nước ngoài. Kẹo này không đường, nhưng mà hình như nó là kẹo thuốc hay gì đó, tại vì con không rõ lắm. Tại vì nhà hảo tâm gửi thì con cũng không biết cái tác dụng này, nhưng mà con thấy chữ sugar thì con nghĩ là đường. Đó. Thì đây là mấy ngoại này, chắc kẹo này ăn đỡ buồn miệng thôi nha mấy ngoại. Mấy ngoại ăn một ngày một hai viên gì thôi nha, đừng ăn nhiều quá nha. Mấy ngoại ha, đó những ngoại người ngoại mà tiểu đường mà giơ tay lên nãy giờ mà con chia sẻ đó. Dạ, rồi con chào ngoại. Đây con hỗ trợ cho ngoại trước luôn chứ con thấy ngoại đi không nổi rồi. Dạ, ai chị dắt ngoại này hả? Dạ. Rồi cho ngoại ngồi đi qua. Rồi bây giờ con tiến hành con hỗ trợ nha. Dạ cho mấy ngoại. Mấy anh thu phiếu là giùm em nha. Dạ đây là tấm lòng của cô chú Văn Đệ ha, gửi đến ngoại. Dạ chúc ngoại sức khỏe nha. Thời điểm này nhận được cái phần quà này mình cảm giác thế nào ngoại? Dạ vui không? Dạ rồi con chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ đây ạ, à, con gửi ngoại nha. Ngoại ăn chậu bao nhiêu năm rồi? Dạ à, quên còn tiền. Dạ đây ạ. À. Dạ rồi con gửi ngoại nha, tấm lòng của chú Văn Đệ, cô chú Văn Đệ ở Mỹ nha. Dạ rồi, dạ con gửi cho ngoại nha. Ngoại có ngoại nào mà sách không nổi thì ngoại giơ tay lên giùm con nha. Dạ
Đây để con xem còn đủ không. Thôi con gửi tặng cho ngoại luôn ha. Tấm lòng của gia đình của chú Văn Đệ nha. Dạ, hỗ trợ cho bà con. Rồi chúc mấy ngoại ngon miệng với phần quà của nhà cô chú Văn Đệ ha. Rồi con gửi đến ngoại. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ, ngoại chín mấy tuổi rồi cũng khiếp thiệt. Dạ, mừng tuổi ngoại. Dạ, đây con gửi ạ. Rồi. Bịch kẹo chắc con không còn đủ nữa quá. Hồi nãy 1 2 3 4. Đây ngoại ngoại. Dạ thôi con gửi luôn. Dạ, tấm lòng của cô chú Văn Đệ hỗ trợ cho mấy ngoại nha. Sách nổi không ngoại? Dạ. Rồi con chúc ngoại ngon miệng nha. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe nha mấy ngoại. Con gửi đến ngoại. Dạ. Dạ, tấm lòng của cô chú Văn Đệ con gửi cho ngoại. Cảm ơn nhiều. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 92 rồi. Dạ. Bây giờ sức khỏe của ngoại trong người như thế nào ngoại? Ba hồi về bốn hồi khác. Ba hồi về bốn hồi khác. Thì hôm nay ngoại sẽ nhận được phần quà là một túi gạo 5kg, một cái bịch thuốc dán đau nhức 10 miếng với 100.000. Thì ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào ngoại? Mừng, cảm ơn mấy chú hết. Dạ, ngoại còn ăn chầu không? Ngoại còn ăn chầu không? Ăn dữ lắm. Ăn dữ lắm không ngoại? Ngày mà tốn hết nhiêu tiền chầu cao ngoại nó không nghe. Không biết ăn một tối ngày sáng đêm. Tối ngày sáng đêm luôn. Dạ, thôi đây con gửi cho ngoại nha. Con chúc ngoại sức khỏe. Dạ. Rồi chị nào sắp cái bịch gạo này cho ngoại này giùm em nha. Dạ, tiểu đường thì con hết rồi, không cảm cho con nha. Ngoại ha. Dạ. Rồi tiếp tục con sẽ hỗ trợ. À, ngoại năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? 95 tuổi hả? Trời ơi. Rồi cái này là ngoại nhận với ai nữa vậy chị? À là cô luôn ha. Rồi chắc cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, tôi 66. Dạ. 95 tuổi không mày? Ngoại còn nghe được không? Dạ. Thôi để con hồi gửi đến cho ngoại luôn nha. Còn bây giờ ngoại nghỉ ngơi nha. Dạ, tấm lòng của cô chú Văn Đệ con gửi đến ngoại. Đây con gửi đến cô luôn ha. Dạ. Rồi chúc gia đình cô ngon miệng nha. Dạ. Tấm lòng cô chú Văn Đệ. Dạ đây con thay mặt cô chú Văn Đệ ha, hỗ trợ đến cô nha. Phần quà. Rồi, chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ, con gửi ngoại. Dạ, cảm ơn. Mày nhận được phần quà mày cảm giác thế nào mày? Mừng. Mừng. Ngoại năm nay mày nhiêu tuổi rồi? 82. 82 rồi. Dạ. Thôi con chúc ngoại sức khỏe nha. Ở đây có ngoại nào mà đang đau nhức nhiều không ạ? Dạ, mình đau nhức ở đâu rồi cô ơi? À, nhức chân nhức vai luôn phải không ạ? Dạ. Dạ, ngoại thấy thuốc dán nè, ngoại về mà có dán không? Ngoại dán hả? Dán nha. Dạ. Quý lắm chứ sao không dán. Quý lắm phải không ạ? Dạ. Dạ. Mấy anh em tại chợ là quý dữ lắm á. Dạ, rất là đáng quý. Dạ. Tuy mất dầu hết nhiều hết ít gì là cũng là quý. Dạ, miễn người ta nghĩ tới mình là quý phải không ạ? Quý dữ lắm chứ sao không quý? Dạ. Quý nhất á. Dạ, quý lắm. Dạ. Dạ thì đây là tấm lòng của cô chú Văn Đệ hỗ trợ cho mấy ngoại với mấy cô nha. Bây giờ tôi á cũng có tấm lòng. Dạ. Cầu chúc cho mấy cô mấy chú đó. Dạ. Với cậu. Dạ. Được cái dồi dào sức khỏe. Dạ. Mà cho bảo vệ cho dân cho mang ơn nhiều lắm. Dạ con chúc mấy ngoại luôn giữ gìn sức khỏe ha. Dạ, dạ ăn ngon miệng với phần quà của nhà. Dạ. Hảo tâm cô chú Văn Đệ trong ngày hôm nay. Dạ, dạ. Nhiều lắm. Dạ. Dạ đây ạ. À, con gửi đến cô ạ. À. Rồi cảm ơn. Dạ. Đối với những ngoại lớn tuổi trên 80 thì chắc có lẽ con sẽ hỗ trợ cho ngoại thêm một bịch thuốc dán nha. Dạ, với cô này nãy cô nói bị đau nhức quá đúng không ạ? Dạ. Dạ. Rồi chúc bà con ngon miệng với phần quà nhà hảo tâm nha. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Dạ, ủa rồi cô bịch gạo đâu vậy? Tôi gửi về trước. À gửi rồi. Dạ. Đây là tấm lòng của cô chú Văn Đệ, con gửi ạ. À. Dạ, gửi đến cô nha. Rồi chúc cô sức khỏe ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Rồi con vào với ngoại nha. Dạ thôi đây con gửi tặng cho ngoại. Ngoại nãy qua trên 80 phải không ạ? Dạ gửi cho ngoại thêm một bịch 10 miếng thuốc dán nha. Dạ 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 con hết rồi ạ. Dạ rồi. Rồi giờ dạ, mình mình dắt ngoại về giùm con đi ạ. Ở đâu rồi chị nào sao bỏ rơi mẹ rồi? Sao ai bỏ rơi mẹ lại rồi? Đó cả nhà thấy thì mấy ngoại sau khi mà nhận quà xong mà ai cũng rất là vui rồi đem những cái phần quà về. Rất là quý tấm lòng của nhà hảo tâm luôn. Rồi chúng ta hãy tiếp tục thôi. Dạ đây ạ. À.
Rồi bây giờ con tiếp tục con sẽ hỗ trợ đến mấy ngoại ha, mấy chú mấy bác. Dạ thì đây là tấm lòng của cô chú Văn Đệ hỗ trợ đến bác. Anh nay bác nhiêu tuổi rồi? Dạ 70. 70 rồi. Dạ hồi nãy như bác nói bác bị tiểu đường đúng không? Dạ. Dạ thôi con cũng hỗ trợ cho bác một bịch kẹo ha. À, tiểu đường nhưng mà bác nên ăn vui miệng thôi, một ngày thì tối đa hai cục thôi ha. Năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 75 thôi. Mình còn làm gì nổi không vậy? À dạ đó là tấm lòng của cô chú Văn Đệ. Nhất cái lưng nữa, nhất lưng phải không ạ? Vậy hôm nay chú nhận ngoại nhận được cái bịch thuốc dán như vậy thì ngoại cảm giác như thế nào? Dạ mừng, vậy là mừng. Dạ cảm ơn. Dạ dạ thì đây là tấm lòng của cô chú Văn Đệ con gửi đến ngoại ha. Chúc ngoại sức khỏe. Dạ dạ quên. Dạ quên chia sẻ với mấy ngoại ha, ở đây con chia sẻ lại một lần nữa là mấy ngoại sẽ nhận được là một bịch gạo 100.000 tiền mặt và một bịch thuốc dán ở bên Mỹ gửi về. Mỗi bịch như vậy là có 10 miếng dán đó, để mấy ngoại có thể dán mỗi khi mà mấy ngoại đau nhất ha. Ở đây có ngoại nào trên 80 không ạ? Mấy ngoại còn trên 80 không? Trên 75 có không ạ? Dạ 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 76. Dạ dạ 98. 98 rồi không ngoại? Dạ dạ. Ngoại ngoại bây giờ mày sức khỏe ngoại trong người như thế nào? Khỏe. Khỏe. Rồi chúc mừng ngoại, sức khỏe là vàng. Dạ. Dạ con thấy ngoại còn rất là minh mẫn luôn. Dạ. Rồi đây là tấm lòng của cô chú Văn Đệ gửi gia đình ngoại nha. Dạ. Rồi con chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Đi tiểu đường á, duy nhất. Hồi nãy hình như là cô có giơ tay không? Có ha. Con còn có một bọc. Dạ đây. Đây con gửi cô. Dạ. Đó là tấm lòng của cô chú Văn Đệ. Dạ. Riêng ngoại thì 90 mấy tuổi rồi, con sẽ hỗ trợ cho ngoại hai bịch thuốc dán nha. Dạ ngoại để dành thôi ngoại ha. Dạ. Con gửi đến ngoại. À tuổi sủ. Dạ. Rồi thôi con chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Ngoại ghi nổi bao gạo không? Nổi. Nổi luôn. Trời quá hay ngoại ơi. Dạ. Năm nay mình nhiêu tuổi rồi? Dạ, 77. 77 rồi không ngoại? Dạ, con thay mặt cô chú Văn Đệ. Dạ. Gửi đến ngoại ha. Dạ cảm ơn rất dạ. nhiều. Dạ rồi thôi con cũng chúc ngoại sức khỏe luôn. Dạ. Rồi mấy ngoại có thể về được rồi đó. Dạ mình về nghỉ ngơi đi ạ. À. Hôm nay mình nhiêu tuổi rồi ngoại? Dạ 71 ạ. 71 rồi. À, dạ. Đây là tấm lòng của cô chú Văn Đệ con gửi đến gia đình của cảm ơn nha. Chú bên Văn Đệ đó. Dạ. Cho bà con về nghèo rồi. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Dạ. Rồi con chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Dạ con chào ngoại. Rồi mình về nghỉ ngơi nha. Năm nay mình nhiêu tuổi rồi ngoại? 80. 70. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô chú Văn Đệ con gửi tên bác. Dạ. Rồi chúc bác sức khỏe. Dạ hồi nãy có giơ tay không ạ? Dạ đây thì con gửi luôn. Dạ. Dạ con chào bác. Dạ. Năm nay nhiêu tuổi rồi ngoại? Dạ 76. 76. Bây giờ sức khỏe của mình như thế nào ngoại? Cũng yếu rồi. Cũng yếu. À mình có bị đau nhức hay là miết mỏi gì không ngoại? Miết mỏi. Mình còn làm gì nổi không ngoại? Dạ đâu có làm gì. Dạ. Rồi thôi thì con sẽ hỗ trợ cho ngoại thêm một bịch dán ha. Ngoại nhận hai bịch thuốc dán. Rồi tấm lòng của cô chú Văn Đệ gửi đến ngoại nha. Dạ cảm ơn nha cậu. Dạ con chúc ngoại sức khỏe ha. Dạ. Năm nay nhiêu tuổi ngoại? 65 tuổi. 65. Rồi đây con thay mặt cô chú Văn Đệ gửi đến cô nha. Dạ. Rồi chúc gia đình cô sức khỏe nha. Dạ. Dạ đâu ạ? Dạ đâu ạ? À dạ. Dạ dạ, ở đây là cô chú Văn Đệ. Dạ dạ đang nằm bệnh viện rồi. Dạ, cô chú Văn Đệ gửi đến dạ, gia đình. Rồi con chào cô. Ủa hai bé này là nhận cho ai vậy chị đâu? Ông ngoại nó giàu quá đi không được. Dạ. Ừ. Ông nội giàu quá đi không được. Ông nội 80, 81. Dạ còn một bé. Nó đi cũng chị luôn đó. À dạ. Rồi thì hai con đợi chút xíu để con chú hỗ trợ cho mấy người lớn tuổi cái đã. Dạ. Dạ, con năm nay nhiêu tuổi cô? 64 tuổi. Dạ, 64 ha. Mà nhức lắm bị hơi quá khớp. À dạ. Hơi quá khớp. Vậy mình đang làm công việc gì cô? Mần giường được. Mần giường. Là người ta thuê mình bao nhiêu một tiếng cô hay là một ngày? Mần ngày. À dạ. Là mỗi ngày ha. Rồi thôi thì cô cũng chia sẻ là cô cũng đang bị đau nhức. Cảm ơn nhà dạ. tài trợ bên Việt Kiều Mỹ. Dạ. Cảm ơn hội từ thiện ở đây là để làm cho điều kiện cho đây cho chúng tôi, dân chúng tôi rất cảm ơn nhiều. Dạ. Rồi con gửi đến cô ha, tấm lòng của cô chú Văn Đệ. Dạ. Rồi chúc cô gia đình ngon miệng nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Rồi mình có thể về đi cô. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 72. Dạ đúng rồi. Dạ, sao mày biết con?
Ai coi trên mạng hả? Dạ. Dạ đúng rồi, con là Khương Nhật Minh. Dạ. Chị phải lên trên ấy phải không? Dạ. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ, rồi thôi con chúc mấy ngoại sức khỏe nha. Ủa nãy con đưa ngoại chưa? Đưa rồi. Dạ rồi. Dạ bảy mấy ngoại? 72. Cơ thể mình giờ như thế nào ngoại? Trời nhức lưng dữ lắm. Nhức lưng? Dạ. Bằng nhãn trái á, nhãn khô á. À là ngoại lột nhãn khô. Dạ. Là một ký ngoại bán được bao nhiêu? Ủa ngoại lột công chứ? Công có 8.000 ký à? Dạ mấy ngàn? 8.000. Trời 8.000 vào 1.000 ngoại lột được bao nhiêu ký? Có 4-5 ký à hả? Có 4-5 ký thì được có 30-40 ngàn thôi. Dạ. Rồi ngoại khi ngoại nhận được cái phần quà ngày hôm nay được 100 ngàn thì ngoại cảm giác như thế nào? Mừng, cảm ơn dữ lắm. Đó. Cả nhà thấy thì đối với cái dạ, những cái hoàn cảnh khó khăn á thì 100 ngàn như ngoại là rất là đáng quý đúng không ạ? Dạ. Mà theo con thấy thì cái công việc của ngoại là con biết ngoại ngồi rất là nhiều. Dạ. Dạ thì tao nhất thì nó không tránh khỏi đúng không ạ? Con sẽ gửi tặng cho ngoại thêm một bịch. Dạ. Dạ, đây là tấm lòng của cô chú Văn Đệ. Dạ. Rồi gửi đến ngoại nha. Dạ, rồi con chúc ngoại sức khỏe ha. Dạ. Dạ. Rồi mình có thể về nghỉ ngơi nha ngoại. Xong mình làm tiếp. Ngoại năm nay nhiêu tuổi ngoại? 73. Ngoại có thường xuyên ngoại coi con không? Coi. Mà thường thường ngoại coi cái gì của con mà không ngoại biết con? Đi qua bên cái An Bình nè. Bên vườn trái cây hả mấy ngoại? Rồi dạ, đi ở đâu nè. Dạ. Bây giờ già hay quên. Mà vườn trái cây ngoại cũng có coi nữa. Có. Còn những cái buổi phát hiện đi đi phát mà mấy người hồi lúc ấy lúc giãn cách thôi hả? À, dạ. Dạ. Rồi đi lên xe đét gì nữa, thấy đường chạy lên xe đét. Dạ đúng rồi. Gì đó, chịu. Những cái lúc giãn cách mà ngoại thấy con phát cho những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, lúc đó ngoại có suy nghĩ là ngoại có mong muốn ngoại nhận được giống vậy không? Cũng có. Cũng có lúc đó đúng không ạ? Và nó lúc đó vất vả quá. Khi mà mình đi gặp được á, dạ, gặp dọc đường á, dạ, thấy cũng cho người này kia. Dạ đúng rồi. Thì hôm nay con thay mặt gia đình cô chú Văn Đệ ha, sẽ gửi đến ngoại, ngoại cái giờ sức khỏe như thế nào ngoại? Đau nhức gì không? Có, bữa hổm nó nhức cái chân này, nó nhức cái giật. Trời vậy hả? Dạ. Dạ, vậy cũng hơi bị nặng rồi đó. Dạ. Dạ. Giật rồi cái đi qua khám bệnh uống thuốc. Dạ. Huyết áp thì đủ thứ hết. Dạ. Rồi thôi con thay mặt cô chú Văn Đệ gửi cho ngoại thêm một bịch nữa ha. Dạ, để cho ngoại dán một khi mà bị đau nhức. Rồi, chúc ngoại sức khỏe ngoại ha. Dạ. Rồi con chào ngoại. Rồi ngoại có thể về nghỉ ngơi nha. Năm nay ngoại nhiêu tuổi ngoại? Dạ 70. 70. Dạ, dạ, mình còn làm gì nổi không ạ? Dạ dòng nhà chứ đi xa không được đâu. Dạ. Nhất. Dạ đúng rồi. Dạ. Hồi nãy hình con thấy ai dơ bị bệnh tiểu đường con quên rồi ha. Dạ. À dạ đây này, đây con gửi cho ngoại thêm bịch kẹo nha. Dạ. Dạ rồi, coi coi như con hết luôn rồi đó. Dạ. Tại vì có nhiêu thì con hỗ trợ nhiêu, bà con thông cảm giúp cho con. Thì đây là tấm lòng của cô chú Văn Đệ con gửi đến Dạ. Được rồi, thôi tao nhức lắm cho thêm đi. Dạ rồi, thôi con cho thêm tại vì mình cũng bị bệnh mấy mong muốn đỡ được phần nào phải không ạ? Dạ. Đó là tấm lòng của cô chú Văn Đệ. Dạ. Gửi đến cô. Dạ. 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 Cảm ơn chú. Dạ. Cảm ơn mấy cô cho. Dạ. Dạ. Rồi thôi con chúc mấy ngoại sức khỏe nha. Hôm nay bao nhiêu tuổi mà? Dạ 71. 71 giờ mình còn làm gì nổi mà? Dạ không làm nổi. Dạ đúng rồi. Cũng nhức luôn phải không ạ? Dạ. Rồi, dạ thôi con hỗ trợ cho ngoại luôn. Dạ, đây con gửi đến ngoại. Tấm lòng của cô chú Văn Đệ nha. Dạ. Dạ, dạ chúc ngoại sức khỏe. Mình nhận giùm ai vậy anh? Dạ em nhận giùm cho ông anh đây giờ đang nằm bệnh viện. À nằm bệnh viện. Với bà cô đi không được. Bà cô đi không được. Dạ, vậy thì anh gửi giùm em nha. Dạ. Dạ, đây tấm lòng của cô chú Văn Đệ. Dạ. Nhận giùm. Dạ. Người bệnh á rồi dạ, đang còn nhập viện á. Rồi cũng cảm ơn tấm lòng của anh ha. Dạ. Anh trao giúp giùm em tấm lòng của nhà hảo tâm nha. Dạ. Năm nay mình nhiêu tuổi? Rảnh giùm cho bà già tôi, cháu 1 tuổi. Dạ, bà 81. Thì 83. 83, người đi không nổi hay sao? Đi không nổi nhưng mà cũng gia đình chính sách á. Dạ. Dạ. Rồi thôi con thay mặt chú Văn Đệ gửi đến cho má của bác. À. Dạ. Rồi con chào bác. Dạ. Năm nay nhiêu tuổi không mày? 82. 82 rồi. 83 chứ. 83 rồi. Dạ. Mình độ tuổi mình còn làm gì nổi không mày? Không có bằng gì. Dạ. Mấy mình độ tuổi này thường mình ăn ít lắm phải không mày? Ăn chén rồi quá. Ăn một chén. Giờ dạ, theo ngoại 5 kg gạo này mình ăn bao lâu? Thôi ăn cỡ lâu. Lâu em à. Dạ. Rồi thời điểm mình nhận được cái phần quà này thì mình cảm giác thế nào ngoại? Thế cũng vui rồi trong lòng. Vui phải không ạ? À, dạ hai ngoại là hai vợ chồng hay sao ạ? Anh. Anh. Dạ. Còn ngoại năm nay nhiêu vậy? 6 mấy rồi. Sức khỏe hai ngoại như thế nào? Ngoại có đau nhức gì không? Không có là gì. Trời ơi chúc mừng ngoại, không có bệnh hoạn là trong độ tuổi này thấy quá quý rồi. Không có bệnh thì nó đau lưng không có. Dạ, mình đau lưng. Dạ, dạ. Rồi con thay mặt cô chú Văn Đệ ha, hỗ trợ đến hai ngoại nha. Dạ, rồi chúc hai ngoại ngon miệng nha. Cái phần quà của nhà hảo tâm. Dạ, rồi con chào hai ngoại. Mình về nghỉ ngơi đi ạ. À. Dạ.
Mà năm nay nhiêu tuổi không mày? 70. 70. Giờ mình còn làm gì nổi không mày? Cũng ở nhà bằng vòng vòng nhà vậy đó. Dạ. Rồi, hôm nay mình nghe mình nhận được phần quà thì mình cảm giác như thế nào ạ? Mừng lắm ạ. Mừng lắm ạ. Dạ. Rồi con thay mặt cô chú Văn Đệ, cô chờ đến bác nha. Rồi, chúc bác sức khỏe ha. Dạ. Năm nay nhiêu tuổi không mày? 73 tuổi. 73. Giờ mình còn làm gì nổi không mày? Yêu lắm, đã đào tim 50 năm. 50 năm. Đau phổi 20 năm. Đau tim 50 năm mà đau phổi 20 năm. 20 năm đã hết 20 năm nay. À đã, dạ đã hết. À, đã rồi. Hết 20 năm. Nhưng mà đau tim là bị từ hồi 20 mấy tuổi tới giờ. Tôi mất 20 kg. Là sụt xuống 20 kg luôn. Giờ gần 20 kg. Dạ, mà bây giờ cơ thể mình có bị nhức không ạ? Đau nhất là tiền miên, nhưng mà tôi thì ăn chay trường. À dạ, ăn chay trường. Thành ra thôi bây giờ vui tức nhất là tôi cảm ơn cái nhà dạ. tài trợ này đã hỗ trợ cho bạn già chúng tôi như vậy. Dạ. Mặc dù nó không có nhiều nhưng dạ. quý lắm, gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ. Dạ, con cảm ơn ngoại. Con cũng thay mặt cô chú Văn Đệ ha. Hỗ trợ cho ngoại. Chúc ngoại sức khỏe ha. Dạ, luôn giữ gìn sức khỏe của mình. Cảm ơn. Dạ. Rồi con chào ngoại. Dạ. Mình còn hai. Dạ. Vậy là con nhận giùm ai con? Dạ con nhận giùm bà nội, ông nội con. Ông nội, dạ. Còn con? Dạ con giùm ông nội luôn. Ờ. Ủa hai đứa hai chị em hay gì nhìn giống dạ. nhau vậy? Dạ em họ. Em họ hả? Dạ. Ờ nhưng mà nhìn cũng khá giống. Vậy là hai ông nội khác nhau đúng không? Dạ. Nghe thấy nhìn giống giống mà ông nội không biết là giống hay là khác. Này con, tấm lòng của cô chú Văn Đệ nha. Gửi đến ông nội của mình. Rồi. Rồi. Rồi thôi về đi hai con. Cái này là của ai ạ? Cái này của cái hộ đó là bị mất quá, chạy thận rồi không có à, nhà. Chạy thận. Mà dạ. ông chồng lại bệnh tật nữa không đi được. Dạ. Thành ra còn lại là nhận dùm cho cái hộ đó. Dạ. 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 Rồi thôi con chào ngoại. Đã con đưa ngoại mấy miếng salad mất. Hai miếng. Dạ rồi. Dạ rồi thì vậy thì cô gửi giúp cho con nghe. Dạ. Dạ về bên cái hộ này. Dạ. Dạ. Nói chung thì hôm nay cũng cảm ơn dạ. cô nhiều lắm. Dạ. Thấy cô cũng chịu khó đi mời dạ. phải không ạ? Nói chung thì nói thiệt cái chú mà cái bất cứ nhà tài trợ nào mà quan coi như là quan tâm tới địa phương. Dạ. Ở địa phương sẵn sàng giúp đỡ thôi. Dạ. Bởi vì cái quyền lợi của dân địa phương được hưởng. Dạ. Thành ra mọi cách nào cũng phải để mà hỗ trợ cho nhà tài trợ. Dạ. Quá quý luôn cô. Cùng, dạ. Giờ đằng này coi như là đại diện cho ủy ban xã. Dạ. Cũng xin cảm ơn. Dạ. Coi như nhà tài trợ. Dạ. Nhà cô chú Văn Đệ. Cô chú Văn Đệ ha. Dạ. Cô chú Văn Đệ với con. Dạ. Coi như là không ngại đường xá xa xôi tới đây để quan tâm tới bà con. Nói chung thì ai cũng không phải ai cũng giàu hết. Dạ. Mà cũng có rất nhiều khó khăn. Dạ. Mà được món quà này bà con rất là mừng. Dạ. Vậy chú luôn là chúc sức khỏe chứ anh Văn Đệ. Dạ. Cái được vào sức khỏe đặng đi làm coi như là vận động nhiều nguồn. Dạ. Đặng giúp đỡ cho địa phương những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dạ. Rồi, xin trường cảm ơn. Dạ, cũng cảm ơn cô dạ, dạ. Với các anh chị đây nhiều lắm dạ. đã mời đúng cái đối tượng mà các nhà hảo tâm muốn gửi đến dạ. là những hoàn cảnh lớn hơn 70 tuổi. Dạ. Dạ thì cũng chúc cô luôn giữ gìn sức khỏe dạ. và luôn thực hiện tốt cái công việc của mình hơn nữa. Dạ rồi, dạ. cảm ơn. Rồi con dạ. chào cô Út phải không ạ? Dạ cô Út. Dạ, con chào dạ, cô Út. Dạ. Dạ. Cô là của hiệp hội người khuyết tật của xã Hòa Ninh. À, dạ. Bởi hèn chi là cô nắm rất là rõ danh sách đúng không ạ? Đúng rồi đó. Dạ. Đối tượng thì mời là đúng dữ lắm. Dạ, đúng dạ, rồi. Thật sự là con thấy là sau quá đúng hôm nay. Nếu mà con có về đây nữa thì con cứ liên hệ với cô đi. Dạ. Rồi cô phải mời cho cô coi cho con. Theo như cô là bao nhiêu đây là đủ cái độ tuổi đủ người lớn tuổi ở trong không xã không đủ chỉ... đâu. Theo cô là bao nhiêu? Cô chỉ mời có 2 ấp thôi đó. Rồi là 4 ấp nữa. Thôi vậy là tới ở đây tới 6 ấp lận. 6 ấp lận. À. 4 ấp nữa. Bộ ở xã là 6 ấp. Dạ. Vậy là còn người già là 6 ấp nữa. Dạ, còn 4 ấp nữa đó. Nếu theo cô tổng cộng trên 70 thì tầm bao nhiêu? Trên 70 chắc cũng ở thổi thằng kia cao tuổi rồi. Minh. Trên 70 là khoảng bao nhiêu cũ kìa Minh? Nếu ở xã của mình trên 70 thì khoảng bao nhiêu người anh hả? À, khoảng chừng 300-400 không? À tầm trăm mấy không à? Dạ, đúng rồi, phải không phỏng phỏng vậy đó để cho con nhà hảo tâm ta biết dạ. để nếu mà khi mà nhà hảo tâm người ta có tấm lòng nữa thì người ta có thể là hỗ trợ cho bên cái địa phương của mình dạ. dạ chứ mà thật sự mà bây giờ mình không có cái khu vực mà con không có nắm thì con không thể nào con biết được dạ dạ 101 dạ vậy là cũng nhiều ở 6 ấp phải không ạ? 6 ấp dạ dạ cảm ơn anh nhiều lắm dạ dạ. Dạ rồi, thì một lần nữa cũng cảm ơn chị Loan. Chị Loan là một trong những người mà kết nối mình để đến với địa phương ở đây để hỗ trợ cho bà con
lớn tuổi ở đây. Thì cảm ơn chị nhiều lắm nha. Thì, dạ. Trước hết thì chị cũng cảm ơn vợ chồng của Khương Nhật Minh. Dạ. Đồng thời cảm ơn Nhật gửi lời cảm ơn đến ngành chợ. Dạ. Đã hết lòng đồng hành với chị suốt thời gian qua ở khu vực miền Tây. Dạ. Thì mong rằng sau này có cơ hội đủ duyên thì sẽ kết nối để giúp đỡ của bà con khó khăn, dạ, người bệnh tật, người già neo đơn của toàn khu vực miền Tây. Dạ. Kính mong các nhà hảo tâm khi mà xem video này thì cách làm việc của mình từ trước giờ thì cũng rất là chính đáng để giúp đỡ bà con các tỉnh miền Tây khu vực, cho nên là mong rằng là sau này cùng đồng hành với chị Loan. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Loan, cảm ơn cô Út họ bà chợ xã này, cảm ơn nguyên chủ tịch xã đã hết lòng tạo điều kiện thuận lợi để cho đầu chúng tôi gặp gỡ và chia sẻ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Một lần nữa thì mình cũng cảm ơn. Dạ. Cũng cảm ơn chị Loan. Chị Loan này là một trong những người, dạ, một trong những người mà có thể nói là rất là mạnh về giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn ở tại Việt Nam. Dạ, cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ. Chị cũng thay mặt họ với thay mặt những bà con thụ hưởng, dạ, người cao tuổi, chân thành cảm ơn em. Dạ. Chân thành cảm ơn các quý vị mạnh thường quân ở, dạ, nước ngoài xa gần đã giúp đỡ cho những người dân nghèo vùng quê. Dạ. Đem tình yêu thương đến những món quà yêu thương mà đây là phải nói là chị rất là cảm động. Dạ, cảm ơn chị Loan nhiều lắm. Cảm ơn em. Dạ, dạ. Xin cảm ơn tất cả quý, dạ, vị mạnh thường quân. Dạ. Rồi chúc chị Loan ha và mấy anh chị luôn dồi dào sức khỏe. Dạ. À dạ, rồi em mời anh đây ạ. À. Cũng phải cảm ơn anh một tiếng ha. Rồi cảm ơn anh cũng đã tạo điều kiện. Đầu tiên là cái chỗ phát. Dạ. Rồi cái thêm nữa là anh cũng ủng hộ về cái công việc mà thiện nguyện mà gửi đến những hoàn cảnh lớn tuổi ở địa phương của mình. Dạ. Dạ, anh tên gì ạ? Dạ em tên Nguyên. Anh Nguyên. Dạ, cảm ơn anh Nguyên rất là nhiều ha. Dạ. Dạ. Thay mặt bà con địa phương thì trước tiên thì cảm ơn cháu anh. Dạ. Rồi chỗ chị Loan. Dạ. Và quý mạnh thường quân đã đến hỗ trợ cho bà con địa phương của xã, dạ, em. Dạ. Dạ. Thì hy vọng thì nếu mà anh chị em cô chú bác nào á mà có sau này mà thấy những cái hoàn cảnh mà khó khăn lớn tuổi ở các vùng sâu vùng xa mà chưa nhận được sự hỗ trợ nhiều á thì cũng sẽ hy vọng là sẽ kết nối được để hỗ trợ cái phần quà của nhà hảo tâm đến với bà con lớn tuổi. Rồi, dạ, cảm ơn anh, dạ, Nguyên nhiều lắm nha. Dạ. Em cũng có làm một cái bản đi ghi nhận tấm lòng vàng của anh với chỗ chị Loan. Dạ rồi, cảm ơn anh Nguyên. Xin mời vô để em trao. Dạ rồi. Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi thì cả nhà tới đây mình vẫn còn là 128.000. Đó. Thì với những cái phần túi ở đây là để không xem. Này 4 5 6 7. Còn 7 bịch với 128.000 đâu còn sót cục kẹo đây không biết. Đó thì đây là tấm lòng của cô chú Văn Đệ. Mình sẽ hỗ trợ cho bà con ở video tiếp theo. Một lần nữa thì cảm ơn cô chú Văn Đệ rất là nhiều đã hỗ trợ cho bà con trong ngày hôm nay. Ở tại xã Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Cảm ơn anh chị em cô chú bác đã bỏ thời gian theo dõi video của Khương Nhật Minh. Khương Nhật Minh chúc anh chị em cô chú bác xem video vui vẻ, luôn gặp nhiều may mắn, tràn đầy và hạnh phúc. Chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo.